Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của tất cả Pháp môn Tam Ma Địa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả pháp môn tam ma địa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay trơn như pháp dưới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả dự lưu có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải đìa chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ của quả dự lưu có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, có thể hành bát nhã, ba-la, mật, đa chăng không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả vị độc giác có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện, bạch thế tôn có phải ngay chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng. Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của tất cả hạnh đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện.